Bây giờ sẽ là trò chơi thu hoạch cà rốt. Chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt là 2 thành viên của mỗi đội đấu với nhau. Sau 3 lượt, đội nào thắng nhiều hơn lượt thì đội đó giành chiến thắng chung cuộc ở trò chơi này. Ok. Mình chọn đối thủ đi nào. Em chơi... chọn Dĩ Dạ. Em không chọn Lâm, em chọn Vũ Cát Tường. Tôi chọn Lan Ngọc. Thu luôn. Tôi danh bự quá. Khi tín hiệu bắt đầu thì hai người bắt đầu vượt chướng ngại vật. Sau đó chúng ta sẽ nhảy ngựa qua những cái này. Sau đó về đây chúng ta sẽ quay vòi voi là 10 vòng. Sau đó chúng ta hứng làm sao cho củ cà rốt này lọt vào trong túi áo mà không được dùng tay. Ví dụ đó. Rồi sau chúng ta làm lại gì đó cho nó lòi ra lại. Xong tới đây hất vô. Ra ngoài. Nếu nó không vô lụm hất lại. Lụm xong để vô. Làm lại. Lụm nữa anh. Tới tối luôn. Tới tối. Làm như vậy đến khi nào mà chúng ta hoàn thành thì thôi. Rồi chơi. Rồi chơi. C. Một cuộc đấu tranh rất mạnh mẽ giữa của hai cô gái. Cỡ lên chị Dạ ơi. Đúng rồi. Cỡ lên. Thôi muốn lộn nè. Chị sao? Ở đây quá. Chị chết với em. Trời, chị đừng có tưởng chị lớn hơn em. Là chị mạnh. Thưa quý vị, ngay bây giờ là cuộc đối đầu nãy nữa. Lâm Vũ Dạ và Ninh Dương Ngọc. Go! Go là đi vậy? Ủa sao bình tĩnh vậy? Go! Nhưng mà em bây giờ mình lấy gì? Lấy cà rốt hả? Ờ, phải chị lấy một cái. Cho chị. Mình bỏ vào túi đi. Bỏ vào túi nào. Ủa, cái đó đâu có dùng. Thôi em thích lấy. Có cho không? Chị đi cẩn thận nha. Coi chứ mong em. Ý mình chị ruột chị nha. Em chị em xuống nè. Trước đi. Cảm ơn em. Chị dạ dễ em quá đây. Em chuột nha. Em chờ em chờ làm. Hai đứa có bị bệnh không hai đứa? Mình lấy cái đó mình bỏ lại cho cái băng này. À, mình và chương trình của chúng tôi có tính thời gian nha. Mình nhảy đi. Có sao không Ngọc? Chị... em có sao không? Em rác. Rác quá. Tay rồi sao? Sai giống Lan Ngọc kìa. Ủa, phải sai giống vậy hả? Thôi dữ vậy. Để em làm ơi, làm ơi. 2 3. Cúi xuống. Rối loạn tiền đình. 5 6. Dạ chưa nha, dạ mới có 5 thôi. Dạ chưa đủ, 5 lần nữa. Em đợi chị, em đợi chị. Mẹ đi trời ơi. Vô túi nha, hứng vô túi nha. Em đợi chị Dạ. Em ơi, chị chóng mặt quá. Trời ơi. Ngọc ơi, Ngọc, hứng vô túi. Ngọc vô túi đây hả? Không vô lọt. Đó. Em ơi, cái túi này làm chị nhớ sự tích ăn khế trả vàng. Mai túi ba gan đem đi mà đựng cà rốt. Ê, cho tụi anh chơi với. Đi lên, đi lên. Em muốn cà rốt rồi bây giờ. Dạ, 1, 2, 3. Hay quá vậy. Lên. Chương trình nữa rồi. Gãy rồi, gãy rồi. Ừ, cái cây rồi. Lên. Dạ ơi. Có được. Gãy cho nó ra ngoài đã. Đậu này đi. Hiểu không? Vào nha con, tội mẹ. Chị sẽ giúp em. 1, 2, 3. Ủa gì vậy? Cái chị Dạ ơi. 1, 2, 2. Chị Dạ ơi.
chết. Giảm còn hết vào nữa, vì Lan Ngọc đã về đích trước rồi. Tỷ số hiện tại là 1-0 cho đội Lan Ngọc. Thưa quý vị thân mến, như vậy là sau lượt đầu tiên tình chị em, nhưng Lan Ngọc khúc nào cần chị là chị, khúc nào cho đối thủ về sau là cho. Và hiện tại Lan Ngọc đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Xin ra đi đồ giả dối. Nói nghe nào, xin ra đi ơi, đồ giả dối. Xin cảm ơn bạn. Chị giả dễ luôn quá đây. Em chờ nha, em chờ, em chờ nào. Tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết. Bạn đã cho tôi biết đời chỉ có thế thôi. Hãy để em chứng minh, em sẽ cứu đời mình. Bây giờ là Vũ Cát Tường và Lê Huỳnh Thúy Ngân. Vô. Quay bên kia. Ừ, như nào, quay nào. Quay chậm thôi. Đã như một bị thôi. Ok, 10 đủ. Bà chưa nghe bà chưa quay vào nãy rồi. Em quay rồi. Rồi. Quay nhanh lắm, nãy giờ nó quay nhanh lắm. Quay bạn ơi. Yeah. Wow. Để ra ngoài đúng rồi. Trời ơi, làm lại. Ngăn, lẹ. Mỗi người một lượt, mỗi người một lượt. Hiệu ứng hết. Mỗi người một lượt. Đây, đây, vô. Yeah. Rồi, Ngân vua ha. Ủa, mỗi người một lượt mà. Thưa quý vị, chúng tôi chưa bao giờ nói rằng là mỗi người một lượt. Chúng tôi chỉ nói là các bạn phải tranh thủ, là tranh giành đối thủ. Tại sao lại nhường nhịn người ta? Không phải. Chị kêu hai người một lượt. Ủa, một lượt hai người. Ủa, lộn, một người được hai lượt. Bây giờ lượt cuối cùng, hai người đàn ông lực lưỡng của showbiz. Chưa mà. Thua cột. Ăn gian gì vậy? Ăn gian. Người ta đang giới thiệu thôi mà. Thưa quý vị, ngay bây giờ là hai người đàn ông showbiz. Một người là nam tính, một người là bờ vai vững chắc. Hai người sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này như thế nào? Chúng ta chào đón Lê Dư Bảo Lâm và Trương Thế Vinh. Go. Ngắn này quá, ngắn lắm đó. Quê mà. Dạ mơ đi. Dậy bây giờ. Dậy. Em hai trái ra. Em vô trước. Thưa quý vị thân mến, sau 3 lượt chơi, chúng ta có kết quả như sau. Yeah. Lượt đầu tiên với sự ranh mảnh và gian xảo, chị em cú hít bất ngờ, cú cúi đẩy Lâm Dạ vào vực thẳm. Lan Ngọc giành chiến thắng ở lượt đầu tiên. Ở lượt thứ hai, Vũ Quốc Tường nhảy ngựa, chắc là hồi nhỏ tuổi thơ cũng dữ dội nên nhảy hoành tráng quá. Cái nào lọt bầm lại tiếp tục đòn của người ta thắng, Vũ Quốc Tường thắng tiếp. Đó. Ở cặp đàn ông cuối cùng thì chơi
chán. Hai đứa quê. Trời ơi. Thì chung cuộc là đội Vũ Quốc Tường, Đinh Dương Lan Ngọc, Lê Dương Bảo Lâm thắng hai lượt thì thắng đó. Yeah. Anh ơi, em thắng rồi, em có một lời thách đấu với lại anh Trường Giang. Chơi. Chơi anh luôn. Bây giờ em mời Lâm Chỉ Dạ sẽ làm MC của chương trình này. Kính thưa quý vị và các bạn. Khoan khoan, nhỏ này chui lắm, đi ra đi. Chị Dạ cùng giùm hạnh. Are you ready? I'm ready. Ok, go. Ê, còn hai ngày sao luôn anh ơi. Nó kêu go rồi. Alo, alo, alo. Alo. Ủa dạ. Ủa chơi rồi hả? Chưa còn mình đến phòng 23 gì hết mà. Ai ghê hả? Trận đấu đang diễn ra đó là quyết liệt giữa thỏ trắng và thỏ đen. Thưa quý vị, ô thỏ trắng, thỏ trắng ăn đen, thỏ trắng ăn đen. Lui lại. Thỏ trắng ăn đen, hãy cho con cà rốt vào cái túi. Thỏ đen đang cho cà rốt vào túi cho quý vị. Thật tuyệt vời. Một tràng pháo tay cho thỏ đen thưa quý vị. Và thỏ đen bây giờ đang cho cà rốt vào trong thùng để đem đi xuất nhập khẩu. Ôi thật tuyệt vời và thật bất ngờ chất vớt. Dạ. Thỏ trắng thôi. Đáng đời, lưu lưu lưu. Cố lên cho thỏ đen. Chô. Nói chung cẩn thận. Thỏ trắng cố lên. Thỏ đen cố lên. Ôi chất vớt rồi. Ây da. Đây nè thỏ đen. Ây da. Ây da. Trời ơi ai trời cho vớt. Trời ơi cố lên nào. Thật tuyệt vời cho quý vị. Thỏ đen là người chiến thắng. Thưa quý vị thân mến, như vậy là sau cái trò chơi đầu tiên thôi, không khí đã nóng bỏng rồi. Thì bây giờ Vũ Quốc Tường ơi, hồi xưa mình ở dưới quê á, mình nhảy gì giờ, mình nhảy giỏi hả? Thì mình tập nhảy sào á anh. Trong môn thể dục nó có mà. Hồi đó như, không có đi học thể dục hay sao ta? Tại vì mà nhảy sào thường... là cao rồi. Thường cái môn đó nó ngay hồi cấp 2 á, thì là lúc 5 giờ sáng qua dậy đi học á, chắc anh nghỉ á, tại anh ngủ quên. Chứ 5 giờ sáng không phải học. Thưa quý vị, ở trong đây nguyên cái vàng bảy trụ này có một người nhảy đẹp nhất, đó là Lan Ngọc. Tức là người ta là không có trên xít, là tới thẳng luôn, bay thẳng. Ê, còn không, Lan Ngọc là ê, trên xít. Rồi, trên xít à. Đâu, đi diễn lại nào. Mà sao Ngọc ơi, em dừng tới 6 chặng với vậy Ngọc. Quá cảnh. Đâu, làm lại cái coi, lấy hết từ, từ xa lấy trớ rồi bạn nha. Đây, chuyến bay từ Tân Sơn Nhất. Chúng ta đang có một chuyến bay Vietnam Airlines xin trân trọng. Ê, trang xích đó. Mà hay cái chỗ là cái càng em nó dở cao quá ha. Hay quá ha. Cái càng em nó dở lên tới đây luôn à. Dở lên tới đây mà nó bị hít xuống. Phòng ba của em nó to à, nên nó nặng xa. Nó 500 hay sao á. Nó hít những cái lực ở dưới. Mà chúng tôi đâu có nhu cầu là, đâu có nhu cầu đẩy ngã đâu. Thì em không muốn trang xích nữa. Chuyến bay quá dài rồi, khách hàng đã mệt rồi. Nhưng mà không cần biết nhảy cỡ nào cũng được. Nhưng mà đội chiến thắng ở trò chơi này đó chính là Vũ Cát Tường.